Chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015, những con đường hoa, không gian hoa, phiên chợ hoa và rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác đang được người dân, các cơ quan đơn vị thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng hào hứng chuẩn bị. Thời gian diễn ra Festival Hoa đang ngày càng đến sát hơn. Cùng những làng hoa truyền thống nổi tiếng với những sắc hoa đầy ấn tượng, người dân làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt những ngày này cũng đang hối hả với công tác chuẩn bị cho lễ hội đặc biệt này. Nổi tiếng với ba loại hoa chủ lực là hoa hồng, hoa lily và hoa đồng tiền. Làng hoa Vạn Thành ở phường 5 thành phố Đà Lạt luôn là điểm đến đầy thu hút đối với du khách khi đến với thành phố Đà Lạt xinh đẹp, đặc biệt là trong những ngày diễn ra festival hoa. Thân thiện, nhiệt tình, mến khách, những chủ vườn hoa nơi đây dù khá bận bịu với đủ công việc để chăm chút cho hoa. Thế nhưng, mùa festival hoa nào cũng vậy, Vạn Thành đều sẵn sàng góp phần mình cho những ấn tượng du lịch đầy hấp dẫn nơi thành phố mộng mơ. Đây là lần đầu tiên mà em tới một cái vườn hoa bự và to như thế này. Vườn hoa rất là đẹp và rất là tươi. Em nghĩ là nếu mà festival hoa sắp tới mình, khách mà du lịch tới đây tham quan thì họ cũng sẽ có tâm trạng y như em. Họ sẽ rất là vui và háo hức. Và nếu mà dân Đà Lạt mình mà vẫn cứ duy trì cái vườn hoa này như thế này thì chắc chắn là khách du lịch sẽ rất là thích và sẽ luôn luôn tới lần một, và không những lần một mà sẽ tới lần hai. Cảm nhận ấy đã thay cho những đánh giá trong công tác chuẩn bị đón du khách của làng hoa Vạn Thành thời điểm này. Đây là kỳ festival hoa lần thứ 6. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở tổ Vạn Thành tham gia vào cụm tham quan của làng hoa. Mô hình hoa lily của anh cũng đang hoàn tất khâu chuẩn bị để đón du khách đến với những trải nghiệm thực tế trong việc trồng, chăm sóc loài hoa đầy hương sắc. Trải qua 5 kỳ festival hoa, anh cùng những nông dân khác hiểu sâu sắc được ý nghĩa của hoạt động này. Trong những festival hoa trước, gia đình chúng tôi cũng đã đón rất nhiều lượt khách từ xa, từ khách nước ngoài cho đến khách nội địa trong nước, và tất cả các khách địa phương ở đây đều đến tham quan trong cái mùa festival hoa. Chúng tôi rất hưởng ứng về tỉnh đã làm nên những cái festival hoa này để chúng tôi có cái cơ hội để quảng bá cái làng hoa của Vạn Thành của chúng tôi, và cũng đưa những cái sắc hoa, những cái thành phẩm của chúng tôi lao động để đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Đường hoa, cùng tham quan trải nghiệm thực tế tại các vườn hoa cùng xe hoa rực rỡ sắc màu trong những ngày festival hoa sẽ là những điểm nhấn, là tấm lòng, là tâm huyết của trên 200 hộ trồng hoa nơi làng hoa Vạn Thành hướng đến festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015. Thì trong cái festival này thì cái vấn đề là đón khách tham quan thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị trước một bước, tức là chọn những cái vườn hoa có nhiều hoa, rồi đảm bảo những cái điều kiện đó là rộng rãi, rồi có chỗ đậu xe, đảm bảo là vườn hoa cái diện tích phải là lớn đó. Thì chúng tôi đã chọn ra được 5 vườn, bà con thì cũng rất là nhiệt tình tham gia, ví dụ như là đón khách, rồi vệ sinh nhà cửa, để trang trí những cái không gian hoa của từng gia đình. Cái công tác chuẩn bị của chúng tôi như thế này tương đối là đã triển khai cho các tổ dân phố. Vậy trong làng hoa chúng tôi có 2 tổ dân phố thì công tác triển khai đã được triển khai trước đây khoảng 1 tháng. Và về chương trình thì cũng theo như chương trình của thành phố giao, tức là có những điểm để đón khách và có những cái đường hoa, rồi cũng có những nơi để mà cho khách tham quan du lịch đến, và đồng thời là cũng triển khai một số công tác khác, chẳng hạn như giao cho các tổ chuẩn bị con người để hướng dẫn các đoàn tham quan, và đồng thời có những cái chỗ để triển lãm hoa trong hội trường để giúp cho như vậy các khách tham quan biết được làng hoa chúng tôi có những đặc thù như thế nào. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi những sắc màu hoa quyến rũ và hương hoa say mê của làng hoa Vạn Thành đã, đang và sẽ níu chân du khách khi đến với thành phố ngàn hoa, bởi trải nghiệm thực tế đầy thú vị và bởi tấm lòng của những người trồng hoa.